បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរទូរទស្សន៍ឯកជនដែលកំពុងទស្សនាទូរទស្សន៍ហងមាសHD TV ជាទីគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃ5រោចខែមិថុនាឆ្នាំម្សាញ់បញ្ញាសពុទ្ធសករាជ2566បាទត្រូវនឹងថ្ងៃពុទ្ធទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019មានទីការព័ត៌មាននៅព្រឹកនេះគឺនឹងផ្ដល់ជូនដល់លោកអ្នកដោយលោកបត្រាហើយជាចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីគឺភ្ជាប់ទូរទស្សន៍ទៅកាន់ភ្នាក់ងាររាយការណ៍ព័ត៌មានតាមបណ្ដាខេត្តដូច្
ដែលកែងជាប់កន្លងមកការវិធានការបោះឆ្នោតដើម្បីវិភាសាគ្នានៅលើតុចរចានៅឯវិមានប្រសិទ្ធភាពចំការមុនហើយក្នុងនោះដែរគឺទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមានគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលចំណុចមួយចំនួនគឺបានលើកឡើងថាគ្មានការនិយាយអំពីការបោះឆ្នោតឡើងវិញក្នុងកិច្ចចរចារវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឡើយនោះទេដោយក្រុមការងារទាំងពីរព្រមស្នើឲ្យបង្កើត បានគណៈកម្មការកែទម្រង់ការបោះឆ្នោតលើក្រោយដល់ឡៃដំណឹងបន្តគឺតកតងទៅនឹងខេត្តរតនមានជ័យស្នាក់ការយាមកាមរបស់កងពលតូចលេខ6ត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋដុតបំផ្លាញចោលដោយសារតែក្រុមអង្គភាពនេះធ្វើការវាយរងរបួសធ្ងន់ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយរូបនៅក្នុងស្រុកដល់ឡៃយកសំណងអាណាធិបតេយ្យនៅលើដីផ្លូវសាធារណៈ មួយចំនួននៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនៅតំបន់ផ្សារលើត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងបណ្ដោយសងខាងផ្លូវត្រូវបានរៀបចំធ្វើជាសំណងអាណាធិបតេយ្យបង្កឲ្យមានការកកស្ទះដល់ការធ្វើដំណើររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិមានការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ហើយព្រះបន្តនេះគឺលោកសខនឹងជម្រាបជូននៅព័ត៌មានពិសេសដល់បងប្អូនជួយបាទព័ត៌មានដំបូងនៃកម្មវិធីព្រឹកនេះជូនអំពីរឿងនយោបាយដែលដំណើរការ
nông bàn là chuyện nghiệp chun ở lục nè chỉ rưỡi rưỡi một khối hồi nè sarapol miền từng chiết từng ăn trả chiết group bộ phê từng ăn bàn từ dạng trang có hồi rồng chấm nơi khang cai bình tục bổ chung rồi bỏ cái nạp bạc tiếng pí đại anh tia xá đại bay rồng chấm lát tập hồ chia lát tập hồ cái cho cha rồi viên cầm càng nghiệp chạy cái tên nơi cái nạp bạc bổ chung campuchia nên cái nạp bạc sông cruz chiết chuyển khơi tha cái nạp bạc từng pí ní chặt tụ tha chỉ chúc chỉ hồi sông lầm lực mà đong tiết tha khang cái nạp bạc sông cruz chiết miền adam son trái adam cuộc bình rướn ai đâm nhà em bao nhiêu khang cái nạp bạc bây giờ Campuchia miền ai đâm prung sạc ông cuối cái đá khang đám hai ai đâm cái rớt ai đâm sọ sấy thả và sợ là chỉ nhẹ chấm liên phần này khang chấm bắp nướng cả bao nhiêu nào và cả vì mình sơ mánh là tập hợp trong cái đó cứ thả cái nạp bạc từng pí chỉ sẽ cầm càng nhiều nấy cứ ban sna ai cập hiệp khnía sna ao mi được nuông sầm rách ông pí cả bằng cao cái nạp cam cá chấm rô muối để miên sầm sập hiệp sma khnía một pí cái nạp bạc từng pí để lấy đầm bấy thưa cả cái tùm rung cả bao nhiêu nào muối để ai tự tu dục bán sẽ lấy những chút tiền thua sốp tam lịch thi và chia tập tái nâng ni tê rót nâng pê kháng mục và nâng pê kháng mục tiến á bao nhiêu nâng pê kháng mục ở với đây nè xa rồi còn biên bản phật đáo thả tá cả bao nhiêu nâng chỉ cả bao nhiêu làng vĩnh rư cô cả bao nhiêu sinh hợp ảnh hạt cài cài và đồng dọa sẽ tha bàn phải chia thá cả bao nhiêu cứ tha sống đáu từ rô cả bao nhiêu lưu cài cài hồi nữ khăn ông ca chụp bị phía xa cho cha khí ní mình bàn ní dây âm pí cả bao nhiêu làng vĩnh đối đây cái nạp bạc sống khu chết lục thlop tại bàn tiêm tía bàn pháp tư nè còm tờ bạc luôn khăn ông pê thư bạc cám nâng khăn ông pê đài mê đức nông cái nạp bạc sống khu chết lục chụp chùm mùi nâng nè còm tờ nè tạm bà khai nội tư chẳng bật thiên bắt này ca sản ở miền ca bao nhiêu làng vĩnh cứ mình bàn ní dây tì bàn chẳng bình sầm khăn cứ tha cả sna ở miền cả bằng cách cái nạn cam cá chấm rau muối để miền sầm sập phía sầm sầm kia chỉ bằng to tới nay sôm sạp và sa rồi bỏ ai đâm prung sực há để chia đầm nắng cầm cho cha một pi cái nạn bạc và chôn Campuchia bạn cách phải chôn đi cứ dương miền cả ai hiệp khnía nông ca bằng cách cái nạn cam cá chấm rau muối đại miên sám hiệp sám khnhi một pi cả nạp bạc đại miên asana được nông rót sập hí đam bay sắc xa nâng riệp chấm co sáng crop khăn cầm nai tụm rung ca bọt nâu niệp pi khang mục sro tam sám đây nay chấm nước cầm pool rồi bọt nạp đằng nom cả nạp bạc từng pi nửa ngày đọc bằng muối khai cả nhà chăn năm pi pon đập bay
phần là tăng pinu mà đo lâu nâng dôn là ca nâng mình toàn bàn bà ca đây chẳng ngà chụp như ngày nít cứ bàn ai kiếp nếp bà ca ớt bông hót ca nạng cam ca chìm rộng môi đôi bàn chìm điệp chún chẳng đám bây riêp trong cổ rộp khăn cầm nay tùm rung ca bó chân nào nửa quyết kháng mốc nít ca nạng cam ca nít trâu thua kịch ca chẳng khăn ông nốt kịch ca thông môi cứ trâu riêp trong ở miền sẽ khá xa lạ chiết môi đám bây bỏ môn mà tệ dục bó ăn ụt xa tiếng nông bật tế, tiếng krai bật tế, tiếng xung cung xí vơ, tiếng cả nạc bạc vô bài rư ong ca xê để miền chìm niên nông ca bọt chân áo nâng. Cái ca này còn là chìm niên nằm bố nghe, phải tới chút khí tiết đám bây riêng trong ở trên cả nạc cam ca nâng. Hồi tui này tì phía là cái cả nạc cam ca nâng, có đô chi ả nát, rồi bỏ cả nạc cam ca nâng. Và to từ tiệt. Trong cái đó, cái ca khá trừ xâm rạch đòi cả nạc đất ngóm hỏi nâng ai nâng xâm rạch. Nước nông chùm nước cũng phù nạc đơn nông cả nạc bạc thông phí bạc xong ổ côn bạn đầm nang cả nạc bạc xong cựu chiến với nhà nam xôn cháy bẹo bàn tá cư lục bàn chặt tục thà chùm nụp ní cư chìa chùm nụp đồ vinh chùm miến nâng bà cọp đào phai bà ca chùm chê muối xìm mẹp chìa bà giai đo bà chìa bà rắc nâng đầm nà ca chìa bàn tỏ là tiên ai đầm xôn cháy bàn chá loài tọp chùm phù nẹ xa rà bò rà miến ai xua thà khăn ông pil cho cha ni thằng ta cái nạp bạc sông cua chiết nâng thưa bát tạ cam bản to tiết đại được ở tề hay đóng son cháy ban bạch chẹt thá hôm đó pin đi máu đi cái nạp bạc sông cua chiết nếu mình toàn miên phèn cá cá cho cha phong hay cá thưa bát tạ cam phong đầu tề trong miền này thà mình toàn kết ông pi thằng ta cho cha bà đá thư bắt tay cam bắt đầu rưu gây dạng mạch nè anh đang đôi bởi dây bình dân kriêm bởi tên bởi tế cho cha bắt đầu bởi cầm năng tòa bắt đầu nè bởi đây anh đang bằng toàn bởi chạy thật ta dương cú ta bởi dụt sạc thằng phí nâng rưu gây dạng nào thì anh cứ chìa rưu mũi đại nạ xa rạp bộ rừng biến lúc chọn đằng này bắt đầu còn là thả lúc chặt tục thả chúng lúc đi cứ chỉ chúng lúc chụp chơi môi ai mẹ ạ đồn đá ca chìa bằng to bằng tiết chỉ sẵn nhắn bởi chú miên đôi chú nè xôm sẽ đạp ca cùng chạy bởi đâm xôn cháy bì cái nạp bạc xôn khu chết bạc ca chung rồi viên trong ca nghe rồi bác cái nạp bạc trong tôi chia được cái nạp bạc chúng tôi ngày nít cũng dương được tôi ba chụp chơi chúng tôi được ba chụp chơi hay ca tôi ba chụp chơi nơi bên nít dương miên sầm thâm tha ai được chiên từ đó ca đọc sai tay hàng dùng bài để mình toàn ba đọc sai được lại bất tài chụp cái giang na cả đó thì dương tại chỉ đồng nang ở cái làm bạc thành tinh nên vô dịch ở đây này cả mua mặt kia cái này từ vì cả chun đo cả đường ngon này cả làm bạc riêng riêng luôn làm bay đi môi cứ bẩn to ca nghe rồi bao nhiêu cứ cả tăng tăng kiếm lời cá nơi mà chết này cả làm cam ca cái đồng ngon ca bao nhiêu rồi bao nhiêu được tiền lắm hay tí tí cứ tha nâng chụp riêng chung tất cả đất nôm nông ca rồi tất cả phim nam mùi và xa ca bất chung thay nguyên nhiên và nà ca tự mong chỉ với chân miên ấy ở nhiên ca chụp chung của khu và viên tất cả bạc tầng tì nâng phê nam mùi xong chụp riêng tha dương cầm phong thư ca nghe đồng bây đọc sai bằng hạ tham ca cho cha ca thị trị nghĩa hay cột cá dương mình miên còn râu ngá đồng bây đồng phương ca cho cha phong bắt đặc cầm phong được lại thì bạn tôi đã xin chân chỉ ti cột rộp án nơi rước mũi tiết đại sa thiên hạ chân chọn đằng chỉ tìm hoạt lùng bật ra chọn đằng cứ thả tớ nơi khăn ông bẩn toa bị ca cho cha đại chặt tục thả chỉ chụp chế gì với chỉ miến đi thả tớ đồng nang riết bỏ cả nạp bạc sông cù chiết tiếng hà sập ram rúp lục nâng châu bờ chúng khăn ông rót sập hía đại rư cọ ọt đằng cứ chỉ rước mũi đại nẹt sa rập miến cứ chọn đằng bom ôn nẹt com tro tiếng cả nạp bạc tầng lai nơi cái đồng bạc thì cam dưới dưới cơ đang đôi khi nhiều chậm lao to bằng với như vậy đam son trái cứ tha mình toán và cặp và chia để lao ấy rồi anh đam còn để lao ấy tha pin ấy cứ chọn đại cho trả khía hao nửa miên cây càng như chỉ trán đại cái nạp bạc và chỉ chốn cái nạp bạc sừng cù chiết trâu sway roca ai cái phía khía ở bàn chọn sọc cục nè chậm lao phần nắng cứ tha mình toàn đằng thà ta chốn rư cô mình châu nội đề bà tụ bây giờ na cả đói cần đầm na cái nạp bạc từng pi lục bàn hàng đôi khía tha cầm từng pi từng chuột khía chi mình to tiết hỏi cả chuột khía này mình đằng thà ngày nào tí mình toàn cầm nón phần này cho hỏi chạp chạp hỏi mình to mốc nứng
ណាប្រគល់ជូនថ្នាក់ដឹកនាំមានន័យថាខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានឯកឧត្តមសំរងសៀដើមកឹមសុខាជួបគ្នាសម្រាប់លទ្ធផលចុងក្រោយនោះទើបអាចឯកភាពគ្នាវាខែថាជីវចោលរួមកាន់តែខ្លាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋបាទអញ្ចឹងមានតែទន្ទឹងរងចាំបន្តទៀត អំពីចំនួននៃក្រមទាំងពីរហើយនឹងរងចាំជាពិសេសគឺចំនួនកម្ពុជារវាងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានៃគណៈបកទាំងពីរនេះបើណែប្រជាពលរដ្ឋកាលណាឃើញការជួបជុំគ្នាទោះបីជាលទ្ធផលបែបណាក៏ដោយក៏សាទរហើយហើយដល់ពេលលទ្ធផលចេញមកមួយទៀតបកកើតគណៈកម្មការចម្រុះដែលមានសមាជិកពីគណៈបកទាំងពីរនេះទៅទៀតខាងកាន់តែមានការសាទរហើយវិនិយោគទុនក៏កាន់តែគេហៅថា នឹងនៅចិត្តបាទអរគុណអញ្ចឹងឆាប់ត្រូវរើគ្នាគឺជារឿងមួយជាប្រយោជន៍រួមជាតិយើងតែមួយបាទបាទអរគុណទ្រុទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបន្តទៅកាន់ខេត្តស្ទឹងត្រែងបាទឈើឈើប្រណិតរាប់ពាន់កំណាត់បាទត្រូវបានក្រុមហ៊ុនបាទ Siukech Investment បានលាក់កប់ទុកនៅក្នុងដីត្រូវសមាជិកចម្រុះខេត្តស្ទឹងត្រែងរកឃើញ បាទមន្ត្រីរដ្ឋបាលជលផលថ្នាក់កណ្ដាលរួមសហការនឹងខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលព្រៃឈើខេត្តនិងមន្ត្រីសមាជិកពាក់ព័ន្ធក្នុងខេត្តបានបើកប្រតិបត្តិការរកឃើញឈើទាំងនោះខណៈដែលក្រុមហ៊ុន Siukech Investment ជីកកប់ក្នុងរណ្ដៅទុកនៅក្នុងដីសម្បត្តិនរបស់ខ្លួនស្ថិតនៅក្នុងភូមិឃុំស្រែគោស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងបាទហើយមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើថ្នាក់កណ្ដាលបន្តឲ្យដឹងទៀតថា ប្រតិបត្តិការជួបបង្ក្រាបមានទ្រង់ទ្រាយធំនេះគឺបើគិតមកដល់ថ្ងៃទី12ខែវិធានសិលមិញសិលថ្ងៃមួយនេះគឺមានរយៈពេល4ថ្ងៃបាទគាត់ជីកយកខាងសមាជិកលោកចតរោនេះគឺមាន4ថ្ងៃមួយថ្ងៃជាប់គ្នាហើយការរុករកនេះគឺប្រើកម្លាំងគ្រឿងចាក់ទាំងអស់អេស្កាវ៉ាទ័រណាដោយសារតែក្រុមហ៊ុនគាត់កប់មិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែបើតាមពហុក្រៅផ្លូវការបានលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុននេះគឺមានគេហៅថាមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវបាទអញ
ប្រតិបត្តិការរយៈពេល3ថ្ងៃនេះគឺរកឃើញ3រណ្ដៅហើយនឹងបន្តរករណ្ដៅជាបន្តបន្តទៀតថាតើមានឈើនឹងប្រមាណប៉ុន្តែបើតាមការអះអាងពីមន្ត្រីជំនាញរដ្ឋបាលជលផលបានលើកឡើងថាឈើនេះគឺវាមានរហូតដល់រាប់សម័យគូបឯនោះដែលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនសម្បទានរបស់មួយនេះហើយតាក់ទងទៅនឹងការមកក្រាបនេះខាងភ្នាក់ងាររបស់យើងក៏បានព្យាយាមតាក់ទងទៅដែរខាងតំណាងក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែมันអាចបំភ្លឺបានទេហើយនឹងបើសិនជាមានចម្ងល់អីផ្សេងផ្សេងខាងក្រុមហ៊ុនអាចតាក់ទងមកខាងយើងវិញយើងខ្ញុំនឹងសូមបំភ្លឺទៅតាមក្រោយបន្តទៅទៀតហើយបើតាមប្រភពក្រៅផ្លូវការវិញក៏បានលើកឡើងដែរថានេះគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលមានសិទ្ធិច្បាប់ត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែគាត់ឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាយកឈើនឹងទៅកប់ក្នុងដីបានឆ្ងល់អញ្ចឹងកប់កុំឲ្យចេះចាប់ហ្នឹងវាអាចអញ្ចឹងណាព្រោះត្រូវថ្ងៃច្រើនឯងឈើវាច្រើនអញ្ចឹងអាចកប់នៅក្នុងបានអញ្ចឹងទេខាងសមាជិកគាត់ថាយកឈើនេះទៅរសាទុកតែមិនដោះស្រាយខាងពីគីក្រុមហ៊ុននឹងចូលទៅដោះស្រាយទៅតាមមូលហេតុអីបានជាឈើច្រើនហើយក៏ប្រកបនៅក្នុងដីអញ្ចឹងវាអាចពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាមួយចំនួនទៅទុកឲ្យខាងសមាជិកនិងខាងក្រុមហ៊ុនឈើលោកដោះស្រាយទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ចុះខ្ញុំអត់និយាយពីរឿងឈើខ្ញុំនិយាយពីរឿងនំសោមជ្រូកនំស្នូផ្អែមបើយើងតែងតែវិចនៅពេលបន់ភ្ជុំបន់អីចឹងណាយើងចង់ទុកឲ្យយូរគេយកទៅត្រាំក្នុងទឹកទលេទឹកអីចឹងចងនៅក្នុងបកូលមួយទលេទៅអាចមួយខែកន្លះខែក្រោយមកបើកមកញ៉ាំបានដូចគ្នាចឹងអូចូលឈើគេទុកឲ្យយូរយើងមានក្លឹមកុំឲ្យវាប្រយស៊ីអីណាចឹងអរគុណឥឡូវដាក់រឿងឈើមួយរឿងទៀតគឺនៅខេត្តកពតវិញម្ដងគឺសមត្ថកិច្ចលោកចាប់បានរថយន្តកូរ៉េមួយគ្រឿងដឹកឈើអាប្រភេទលេខ1បាទកម្លាំងចម្រុះគឺថាខេត្តកពតនឹងបានឃាត់រថយន្តដែលកំពុងតែដឹកចេញពីតំបន់អូសៀនជាតិតាមច្រកស្ទឹងកែវបើកាលពីថ្ងៃមិញសិនមួយថ្ងៃថ្ងៃទី17លោកវត្រាក្នុងភូមិស្ទឹងកែវឃុំស្ទឹងកែវស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតបើយោងតាមលោកជួនសារានាយផ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើកំពតកែបណាពីជាប់គ្នាណាបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ហងមាសថាបន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មានពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថាមានឈ្មោះកំពុងទៅធ្វើសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនឈើអាចេញពីតំបន់ស្ទឹងកែវជារៀងរាល់ថ្ងៃយកទៅចែកចាយតាមដេប៉ូឈើនោះគឺថាលោកក៏បានចាត់ឲ្យមន្ត្រីនឹងតាមដានឲ្យឃើញកំពុងទៅជញ្ជូនមែនបាទចាប់បដោយលោកបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាបន្ទាប់មកមន្ត្រីក្រមអាវាតរបស់លោកនឹងក៏បានសហការជាមួយនឹងមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តទៀតណាពួនស្ទាក់ហើយចាប់រថយន្តល្មើសនេះនៅភូមិស្ទឹងកែវហើយរថយន្តនឹងឈើល្មើសគឺថា
miền chấm luôn bay mạch cúp nhé từ ban dược từ đời xã túc nông thôn khăn rót tập ba pre chứ cầm pot đầm bay có sang sơn rướng mình chun từ can tổ la ca nâng bản to sau chiêu rộp mà cha chứ mà còn thì tốt tạm chả bắp bản to tiệt và côn chân sông chun từ lông bản tra khay mùi tiệt cho và rừng khay bản to nó cứ nông thôn khai đồ đồ mình chơi snack ca diêm cám rồi bỏ con po tôi lấy bằng muối từ ban chiêu rót đốt check tịt tì và bản to pi khang ông có phep mùi mà cọ mà ông kêu phep khang lớn nứng cứ mà cấm mình kêu phải bay nè ban vì ấy đó chun rồng cru đại diện chiêu bộ rót đại sông thì châu sông chấp bắp à chư nhưng mà thừa tiếc và mà thừa pì bay nhưng mà thừa tiếc hay hay chiêu bộ rót rồi đời không phun càng lớn lục ban bạc bộ to khi thay bộ rót mình nè chung âm miếng hay nãy dụ sam sập làm chấm trời ban thì hiến con bộ to anh ta cũng lấy bằng muối chung một bay nè chung cầm lưng clay, chung cầm lưng clay, nâng vía ở đâu robot muốn prom tiếng toát côn chun rồng cua chỉ muốn bay chừng, ở một chừng time phong này, chọc, yeah, bay một chừng toát một chừng nhé, hai chun rồng cua nâng bộ bốn, đời xa tại bộ chun rồng cua nâng bộ bốn nó cứ trôi từ sống, bạn bạn anh nhặt trầm tới cái hai thà, vô chưa bị đây, cái hai thà áp rẻ nâng, giờ mình thua tiếc, bạn trầm tới luôn là đừng kì, xong rồi hai bộ toát máu có khang cầm ăn cái phim từng bay rụp nứng kia mình ao châu từ phơi thì thảo mình chụp ảnh trầm trồ bố chi bỏ cầm hôn đại cái hai ta đánh một đại cầm hôn nên chưa cầm ao cái hai ta chưa bớt nào say Paul lên được sao đại tim miên tuổi mình chụp ảnh trầm trồ miên lịch khất nam ảnh trầm trồ bàn cái ao châu từ hay cầm bông tay thảo mình chun chun rồi cua từ tim bé nó sao tay chưa bớt một lòng khi một ra bật lòng khi đốt bạc thốm diêm cam bộ cái hai ta ông gặp hiệp từng bảy từng bao nhiêu bộ từng bảy nó cứ check tích tì từng bao đồng ai bảo tam cả bộ sai bảo thay bảo plư bị khang lộ đẹp này tu mây chun ở trên này rong cả giờ lại tì pí này còn bộ tôi chọn ra cùng lấy mỗi ban phát sai thả miếng rừng ra đôi cả chọn bậc cán là bao chưa bỏ lướt lại một tì cứ muốn đồ bóng chun rong cua khang lướt bạn đá cái hai thả điềm đam và chỉ bảo mà đo khang ở cầm lang bỏ lúc chơi chơi được tướp không càng nghe bỏ lúc nó cứ ăn một bàn để cho mình ông bán có đạn tơi và nó ở có tái còn tha lực láng nó cứ tha ọt miên ở rô bút ngôn đôi bây giờ bỏ lực láng tì còn tại khang bây giờ bỏ có bán lực láng tha bỏ rõ thằng bây nè nó cứ vì ấy bỏ rõ đáy lúc chìa bỏ rõ thông bản án bản án ở rô bút ngôn mà chung được cắn bằng tì bệt và chẳng tế cứ rừng nít được xa tái bờ sông bạp từ cặp bì nơi không đầm bòn à bây giờ nó đầm bay thôi chứ nè đầm bay rìp chom thừa tiệt bay nhà bạn trầm tới của cột miền tiệt trầm tới thì chẳng thứ càng sôm ăn nhạt bị càng còn pull của tai kia ăn nhạt áo của miền cá to sừng đầy khi tụi tôi có mà đó chiến từ đó cá pram phương xa đẹp nừng bà sôm chom con tu ra sự kiện chỉ tìm biết tới bên những chom sôm ăn nhạt sầm rạ với pleasant mình thấy tiếp đó chun po đầm miền cái đại bị tam bản đặc hay nừng po đầm miền sập bờ thoa chỉ mình to tiệt bạn